Hello, xin chào cả nhà. Bạn Meta quay trở lại với cả nhà đây. Đây là cả video thứ 25 trong cả series chăm sóc sức khỏe chủ động. Và cái chủ đề ngày hôm nay đó là cái chủ đề mà một số các bạn gamer quan tâm, là các bạn hỏi rằng nhịn ăn gián đoạn thì có gây mất cơ hay không. Trong video này mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu rõ ha. Như các bạn đã biết là nhịn ăn gián đoạn có nghĩa là không phải ăn liên tục, ăn thường xuyên, ăn nhiều bữa trong ngày. Do đó là các bạn lo ngại rằng nó sẽ mất cơ, nếu bạn tập thể dục rất là nhiều với cường độ cao nhưng mà là ăn ít như thế thì mất cơ. Mình xin trả lời các bạn là nhịn ăn gián đoạn không phải là ăn ít, mà giai đoạn nào ăn thì ăn cho ra ăn, giai đoạn nào nhịn thì chỉ có uống nước và làm việc thôi. Đó gọi là nhịn ăn gián đoạn, hiểu dễ dàng như vậy ha. Thì trong nhịn ăn gián đoạn nó cũng có nhiều chế độ, như mình đã chia sẻ nhiều cái video trước, là chế độ cơ bản nhất là 3 bữa ăn trong ngày không ăn vặt, hoặc là có nhiều chu trình như là chu trình 12-12 là 12 tiếng dành cho ăn, 12 tiếng không ăn gì, và hai chu trình 16-8, hai chu trình là 2-3-1, hai chu trình là 4-20, vân vân. Thì bạn hãy lựa chọn một cái chu trình và cũng như cái chế độ ăn phù hợp với lối sống, với cuộc sống của bạn. Ví dụ bạn là người làm việc 8 tiếng một ngày thì có lẽ như chu trình 16-8 cũng khá là hợp lý, hoặc là chu trình 24 hoặc là chu trình 23-1 cũng khá là hợp lý. Còn nếu như bạn mà một người cực kỳ bận rộn hay là gì đấy, giả sử như mình đi, mình rất là bận rộn thì mình thấy chu trình là 16-8 hoặc là 23-1 đối với mình là vô cùng hợp lý. Hay là bạn người là rảnh rỗi thì không thể ngừng ăn được, mình nghĩ hiểu mà. Do đó thì bạn là có những công việc tương đối rảnh rỗi thì có thể bạn chọn chu trình 12-12 nghiêm ngặt một xíu, còn 12 tiếng còn lại bạn nhịn ăn, thì đấy cũng là một giải pháp cho bạn, đúng không? Thực ra là cái chu trình nhịn ăn và cũng như chế độ ăn hoàn toàn nó phụ thuộc vào cuộc sống của bạn, miễn sao bạn cảm thấy phù hợp là được. Nhưng bạn nhịn ăn gián đoạn hoàn toàn không gây mất cơ, mặc dù bạn là một streamer nhá. Đã. Vì sao như thế? Là trong quá trình nhịn ăn gián đoạn, trong quá trình nhịn ăn gián đoạn thì cái giai đoạn nhịn ăn đó là cái giai đoạn mà cơ thể của bạn nó làm giảm, có dùng lượng insulin bên trong cơ thể của bạn giảm rất thấp, và cũng như là những cái hormone cortisol hay là những cái hormone căng thẳng của bạn đã được loại bỏ, và cơ thể của bạn sẽ có một thời gian để thích ứng cái điều này, và sự thích ứng điều này nó giúp cho bạn sẽ làm cải thiện những cái vấn đề hormone bên trong. Cụ thể những hormone bạn quan tâm nhất đó là GH, là cái hormone liên quan đến cái vấn đề như là tái tạo, phát triển cơ thể, tái tạo lại cơ, tái tạo lại tế bào, hay là khi bạn bị thương hay là giúp cho bạn để làm lành những cái vết thương. Và những hormone này vô cùng quan trọng. Nếu cái tỷ lệ mà GH này bên trong cơ thể của bạn rất là thấp thì đó là một vấn đề bạn cảm thấy là buồn bã, chán nản, là nguy cơ gây ra một số căn bệnh. Về việc lối sống của bạn hoàn toàn có thể thay đổi cái hormone này, và nhịn ăn gián đoạn đã được công bố cho rằng là làm tăng cả việc sản sinh cả lượng hormone, lượng sản sinh hormone GH này thì từ 300-2000% lần. Nó tùy thuộc vào cái chế độ ăn bạn chọn và cũng như tùy thuộc vào cái dinh dưỡng mà bạn nạp vào. Nên là bạn khi mà bạn là một streamer thì bạn phải nạp đủ những cái nhu cầu protein mà bạn cần, là bạn biết rồi này đúng không? Và cũng như bạn không thể bỏ qua những vấn đề như rau xanh, hoa quả để giúp cho vấn đề chuyển hóa protein và cũng như thanh lọc cơ thể của bạn một ngày tốt hơn. Đó. Như là khi mà bạn tham gia một cái chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, tránh là thiếu hụt dinh dưỡng nhá, và nhịn ăn gián đoạn, thậm chí là một ngày bạn ăn có một giờ thôi, thì cơ thể của bạn hoàn toàn tuyệt vời, nó có thể giúp cho bạn điều chỉnh điều đó và hoàn toàn không gây mất cơ. Thậm chí là có nhiều công bố cho rằng cái việc nhịn ăn gián đoạn còn có thể giúp cho những cái bạn mà tập thể dục thể hình tập trung cao độ hơn những cái bài tập chuyên sâu, ngủ ngon hơn nữa và giảm những cái vấn đề mà bị kháng insulin trong máu nếu có.
Cho nên là bạn hoàn toàn yên tâm nếu bạn thực hiện tham gia chế độ nhịn ăn gián đoạn và kết hợp với cái việc tăng cơ hoàn toàn hợp lý. Thì đừng có lo ngại ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này và chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh. Hãy nhấn nút đăng ký, nhấn nút subscribe và bật luôn cái chế độ là nhận thông báo khi có video mới để không bỏ sót bất kỳ những cái video nào của mình nhé. Bye bye.